Nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay Dương Vi sẽ chia sẻ về một bài báo được đăng ở trên báo Công an Nhân dân ở mục chuyên mục chống diễn biến hòa bình của tác giả Nguyễn Huấn. Đấy. Với cái tựa đề tổ chức khủng bố Việt Tân lại bẻ lái vụ án Châu Văn Khảm. Dương Vi cũng xin phép tác giả Nguyễn Huấn luôn là trong lúc Dương Vi livestream ấy, Dương Vi sẽ thêm vào một số cái nội dung, một số cái ví dụ để cho xem sinh động và cho người nghe người ta sẽ hiểu sâu hơn về cái tổ chức khủng bố Việt Tân này cùng với cái nhóm Châu Văn Khảm như thế nào. Vâng, em xin kính chào chị Nguyễn Hương, chào tất cả mọi người đang xem livestream. Tổ chức khủng bố Việt Tân lại bẻ lái vụ án Châu Văn Khảm. Mặc dù thông tin đã rõ ràng, khách quan, minh bạch, nhưng vụ án Châu Văn Khảm vẫn là tiêu điểm để tổ chức khủng bố Việt Tân xuyên tạc, tuyên truyền nhằm mục đích chống Việt Nam. Chúng đưa ra những cái thông tin vu cáo, quy kết nhằm tạo dư luận xấu đối với Việt Nam trên trường quốc tế. Vụ án Châu Văn Khảm khép lại với bản án đúng người, đúng tội, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật với những chứng cứ rõ ràng, xác đáng. Bản án 12 năm tù đối với Châu Văn Khảm, 70 tuổi, Việt Kiều, Australia. 11 năm tù đối với Nguyễn Văn Viến, 48 tuổi, quê Quảng Nam, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. 10 năm tù đối với Trần Văn Quyền, 20 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo điều 113 của Bộ luật hình sự 2015. Đó là thể hiện sự nghiêm minh, công tâm của pháp luật. Đấy. Bọn chúng cố tình mượn gió bẻ măng. Mặc dù thông tin đã rõ ràng, khách quan, minh bạch, nhưng vụ án Châu Văn Khảm vẫn là tiêu điểm để tổ chức khủng bố Việt Tân tuyên truyền xuyên tạc nhằm mục đích chống Việt Nam. Chúng đưa ra những thông tin vu cáo, quy kết nhằm tạo dư luận xấu đối với Việt Nam trên trường quốc tế. Thực tế, Việt Tân đã bịa đặt thông tin, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề, đổi trắng thay đen để tạo nên sự ngờ vực, trộn lẫn đúng sai để người dân, đặc biệt là kiều bào, hiểu sai bản chất của vụ án Châu Văn Khảm. Đây rõ ràng là hành vi mượn gió bẻ măng mà Việt Tân đã tổ chức tiến hành rất công phu, dàn dựng với một kịch bản có tính toán. Ngay sau khi có kết luận của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng loạt các tổ chức cá nhân chống phá Việt Nam ở trong nước, nước ngoài, trong đó chủ công là tổ chức khủng bố Việt Tân, đã đưa ra thông tin lên mạng suy tôn hành vi của đối tượng là một hoạt động cải cách Việt Nam, đồng thời kêu gọi các nhà nước can thiệp để Việt Nam thả tự do cho Châu Văn Khảm cùng với cái đồng bọn của hắn. Không dừng lại ở đó nhé, ngày 15 tháng 6 tổ chức khủng bố Việt Tân lại tiếp tục đăng tin với cái gọi là chúc mừng sinh nhật tù nhân lương tâm Châu Văn Khảm, đồng thời quy kết ngày 11 tháng 11 năm 2019, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã vu kết cho ông Châu Văn Khảm tội danh tài trợ khủng bố và kết án ông 12 năm tù. Chúng đưa ra lời kêu gọi cộng đồng cùng tham gia ký kiến nghị thư để đòi trả tự do cho Châu Văn Khảm. Đấy, vân vân và vân vân. Các thông tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận theo chiều hướng là chính trị hóa vụ án hình sự đã được tổ chức khủng bố Việt Tân sử dụng rất nhiều. Và đó là cách để chúng tạo ra làn sóng trái chiều phục vụ âm mưu, ý đồ phá hoại Việt Nam. Không riêng gì vụ án Châu Văn Khảm mà tất cả những cái vụ án khác đều có bàn tay của Việt Tân nó nhúng vào. Thậm chí nó kích động người dân biểu tình ở Phóc Mô Sa, Hà Tĩnh, cúng của Việt Tân. Dự án đặc khu luật an ninh mạng năm tháng 6 năm 2018 cũng có bàn tay của Việt Tân. Yêu tôm, yêu cá, yêu cây xanh cũng có bàn tay của Việt Tân nha. Bọn chúng ấy mượn chính cái thành viên đã ký bị kết án để chống phá nhà nước Việt Nam. Đó là cách mà Việt Tân đã khôn ngoan lựa chọn, dụng ý với những thủ đoạn thâm hiểm
mà chính những thành viên tham gia tổ chức khủng bố này không hề hay biết. Đáng tiếc hơn, ngay khi xảy ra vụ việc, khi thông tin còn chưa rõ ràng, chưa được các cơ quan chuyên môn công bố thì nhiều người đã vội vàng có những ý kiến phán xét, đưa ra những thông tin thiếu chính xác về cái bản chất vụ án, đặc biệt là một số đối tượng A Dô, A Tòng, các phần tử bất mãn ở trong nước vẫn thường xuyên sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin, viết bài bình luận phê phán hệ thống pháp luật của Việt Nam. Những thành phần đó là ai? Đó là những thành phần dân chủ cuội ở trong nước, mà lát nữa ở nội dung thứ hai Dương Vi sẽ nói về những thành phần đó. Bọn chúng hay chia sẻ những bài viết, thậm chí lên live stream đưa thông tin ra nước ngoài trái, không đúng sự thật, xuyên tạc sự thật. Đấy, các thành phần phản động ở hải ngoại nó tham gia vào đấy để lên diễn đàn live stream kích động phá hoại, bẻ lái dư luận, hướng lái dư luận theo một cái chiều hướng khác mang tính chất rất là tiêu cực. Đấy, tổ chức khủng bố Việt Tân này tự đẩy sự việc đi xa, định hướng dư luận bằng luồng thông tin không chính xác về Châu Văn Khảm, và chính những nguồn tin này đã gây ra điểm mù khi vẫn còn nhiều người thiếu nhãn quan chính trị, sự khách quan, thấu đáo và thận trọng đánh giá cái vụ việc. Hơn nữa, mục đích mà chúng hướng đến vẫn là đạt được cái mưu đồ chống phá nhà nước, trực tiếp gây nên sự bất ổn của chính quyền nhân dân, sự ổn định của xã hội, tạo ra hố sâu khoảng cách giữa người dân và chính quyền ở các địa phương cùng với trung ương. Đó là cái mục đích của bọn chúng. Riêng cái tổ chức Việt Tân này, tổ chức khủng bố Việt Tân này này, đẩy những cái thành viên của họ vào cái con đường tù tội thể hiện như thế nào? Trong bài viết đó phân tích rất là rõ, tổ chức khủng bố Việt Tân được đại diện bởi đối tượng Đỗ Hoàng Điểm và một số thành viên vệ tinh được bầu chọn làm kẻ cầm đầu của tổ chức. Những năm qua, tổ chức khủng bố Việt Tân đã tiến hành chống phá nhà nước Việt Nam, kết hợp giữa đấu tranh bất bạo động và đấu tranh bạo động, đặc biệt hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, móc ngoặc gây dựng cơ sở nội địa, tạo đào tạo huấn luyện các thành viên, vân vân, là những hoạt động được chúng đẩy mạnh. Trong đó, tổ chức khủng bố Việt Tân đã tìm cách triển khai xâm nhập các thành viên từ bên ngoài vào bên trong Việt Nam qua nhiều con đường khác nhau để tiến hành các hoạt động manh động trong nước, thể hiện là khủng bố. Đó là những anh hùng bóng đêm mà bọn chúng hay nói. Đấy, trong group của bọn chúng có rất là nhiều. Bọn chúng còn có mã số các thứ cơ. 01 hay 07 12 15 hay là 5X 6S gì đấy, đều có ký hiệu hết đấy. Đó là mật danh của bọn chúng. Việt Tân đã đẩy các thành viên của tổ chức của bọn chúng vào cái con đường tù tội bằng những hành vi khủng bố phá hoại. Rõ ràng để chống phá Việt Nam, các thành viên của tổ chức này phải chứng minh bằng hành động như tuyên truyền chống phá, khủng bố phá hoại, đào tạo huấn luyện đấy, và nhiều cái hình thức khác. Đó chính là mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Khi các đối tượng rơi vào vòng lao lý, các thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân không chỉ vi phạm pháp luật Việt Nam mà còn vi phạm pháp luật quốc tế về các hành vi xuất nhập cảnh trái phép này, khủng bố phá hoại. Đó là người ta mới liệt, an ninh Việt Nam mới liệt cái tổ chức khủng bố Việt Tân này thành một tổ chức khủng bố quốc tế mà có hai trụ sở chính, một trụ sở ở Nam California, một trụ sở ở tại Ubon, Thái Lan. Trước Dương Vi cũng có làm livestream phân tích về cái tổ chức khủng bố Việt Tân này nó được ra đời như thế nào, ai là người thành lập và tổ chức ra cái khủng bố Việt Tân này, đó là Hoàng Cơ Minh. Mọi người cứ vào tìm hiểu Hoàng Cơ Minh là biết rõ về cái tổ chức khủng bố Việt Tân này. Ngoài nhóm của Châu Văn Khảm ấy, thời gian qua cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã bắt giữ và đưa ra điều tra xét xử nhiều đối tượng liên quan đến tổ chức khủng bố Việt Tân như Nguyễn Quốc Quân, Trương Leon, Mai Hữu Bảo, Lương Văn Mí, Nguyễn Thị Thanh Vân, vân vân. Các đối tượng đều nhận
các bản án thích đáng trước pháp luật là hậu quả do chính họ gây nên. Đấy. Thế nhưng á, chỉ qua vài lời tuyên bố của tổ chức khủng bố Việt Tân đã đánh lừa rất là nhiều người, trong đó có cả những người trẻ tuổi từ một cuộc sống tự do đi vào con đường tù tội, đặc biệt là những thế hệ trẻ học sinh, sinh viên và một số công nhân do áp lực công việc hoặc làm việc không đến nơi đến chốn bị sa thải nên bất mãn tham gia vào cái tổ chức khủng bố Việt Tân này. Đấy. Trong đó rất là nhiều người, thậm chí có cả đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng cũng tham gia vào cái tổ chức khủng bố Việt Tân này thông qua nhiều cái tổ chức đoàn hội của chúng. Chúng lôi kéo để móc nối trở thành thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân. Dần dần sẽ dẫn đến con đường tù tội là như vậy. Chúng ta nên thận trọng trước nhé, thông tin xuyên tạc của tổ chức khủng bố Việt Tân này. Không dừng lại ở việc xuyên tạc về Châu Văn Khảm, thời gian qua tổ chức khủng bố Việt Tân đã đẩy mạnh việc đưa các nguồn thông tin xấu độc hại không gian, lên trên không gian mạng này để tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam. Các hoạt động mà chúng hướng nhằm gây ra sự mâu thuẫn, rối loạn trong nội bộ, hướng lái nhận thức của người dân đi theo cái quỹ đạo đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, hướng tới mục đích là tạo ra các lực lượng đối lập trong với vai trò là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà bọn chúng thành lập ra cái tổ chức này thì nhiều người người ta không biết, cứ nghe theo, dần dần trở thành lập hội lập nhóm do yêu cầu đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, tự nhiên có một đảng nữa gọi là đối trọng, đối lập lại với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, mục đích của bọn chúng là vậy, để dễ bề gây chia rẽ cái khối đại đoàn kết dân tộc. Dương Vi không thấy cái comment nó không chạy. Vâng, nông dân cộng sản Dương Vi xin chào quý vị các bạn nhé, chào tất cả các anh các chị. Lại tiếp tục nói rõ về cái bản chất của Việt Tân này. Việt Tân ấy, nó làm như vậy đó để lộ rõ cái bản chất chống phá Việt Nam, mặc dù chúng vẫn còn rêu rao các hoạt động vì tổ quốc, vì người dân Việt Nam. Nếu xét thấu đáo thì mọi hành vi của chúng đều hướng đến mục đích cá nhân. Bởi vậy các thông tin mà bọn chúng nhào nặn tuyên truyền tạo nên tâm lý hoài nghi, dao động, tăng cường kêu gọi sự can thiệp của bên ngoài vào Việt Nam về vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, vân vân. Thực chất là phục vụ các thế lực phản động quốc tế đang dung dưỡng cho bọn chúng. Ở đây Dương Vi cũng không nói gì ấy, không giấu giếm gì, mà cái tổ chức phản động quốc tế là ai? Đó là bọn CIA, bọn Vatican. Trong đó bàn tay của Việt Tân nối rất là dài thông qua hệ thống tôn giáo Việt Nam. Trong đó như tên Nguyễn Ngọc Nam Phong kia, cũng vì cái vụ án Châu Văn Khảm mà tuyên truyền xuyên tạc rất là nhiều linh mục khác, như Đặng Hữu Nam cũng vậy. Xong cái tổ chức Nô U, đấy, những cái đài phản động hoặc là những cái thành phần phản động ở trong nước, bọn chúng đều tuyên truyền xuyên tạc chống phá nhà nước Việt Nam. Đặc biệt hơn cái tổ chức Việt Tân này, Dương Vi làm live stream cũng rất lâu và cũng nhắc mọi người, riêng cái tổ chức khủng bố Đào Minh Quân, thành phần đó Dương Vi không đáng ngại, bởi vì những thành phần đó là những thành phần lừa đảo, lừa lọc mị dân. Và có một số cá nhân ở trong nước tin tưởng nghe theo Đào Minh Quân nên là ủng hộ hắn, đã làm nhiều cái việc không đúng với cái tôn chỉ của Đào Minh Quân. Đấy. Nhưng Đào Minh Quân không có tạo được thế và lực nhiều như tổ chức Việt Tân ở trong nước. Đặc biệt cái tổ chức Việt Tân này nó hoạt động ở các quốc gia trên thế giới rất là mạnh. Những quốc gia nào có cái thành phần gọi là cựu lính Ba Sọc, ngụy quân á, mà từng có người tham gia vào cái tổ chức Việt Tân này này, từ thời ông Hoàng Cơ Minh á làm thủ lĩnh, sau khi Hoàng Cơ Minh chết còn một số thành viên còn lại giải tán từ Thái Lan
chạy trốn khắp mọi nơi, ở Đức hoạt động mạnh, ở bên Canada, Mỹ thì không phải nói rồi, đấy là thủ phủ của bọn chúng rồi, bên Thái Lan đấy. Những thành phần đó tổ chức tài trợ cho những thành phần phản động ở trong nước này, thậm chí thông qua các linh mục để tuyên truyền. Các vị còn nhớ con Emily Bargate không ạ? Với chị Hồng Thuận, đó là những cái thành phần mà tổ chức Việt Tân nó đào tạo huấn luyện rất là bài bản, căn cơ để về nước thâm nhập sâu vào những cái đối tượng, những cái thành phần phản động linh mục đó, để kích động lôi kéo đồng bào giáo dân ở khu vực miền Trung và miền Nam tham gia chống phá chính quyền, đặc biệt cái thời gian năm 2014 đến 2016, 2018, đó là ba cái mốc mà bọn chúng xuất hiện nhiều nhất. Bọn chúng qua chủ yếu là đường tiểu ngạch, thông qua cái đường tiểu ngạch từ Thái Lan qua Campuchia về Việt Nam đấy.